Hello anh em nha. Thái vừa đi mua 5.000 nước đá với lại miếng rau sống với bánh tráng nè. Tính tối nay Thái với anh Nhật là chiên cá cơm rồi cuốn bánh tráng, chấm rau sống nước mắm ăn. Vừa cái về tới nhà thấy Phước Cù Hồ Vlog anh em. Phước Cù Hồ Vlog chở đằng kia giống như là một thùng bia kìa. Trời đất ơi, chiều anh em xem mặt trời lặn rồi kìa mà vô là không báo trước anh em. Thấy về cái thấy thấy đứng trong này cái thấy hết hồn luôn. Wow, view Sài Gòn. Cái này là trái cây lên men anh ơi. Trái cây lên men hả? Cái này là chúc mừng năm mới hay gì? Chúc mừng năm mới nè anh em. Cái này là bao bao đá đúng không? Anh em mình ở trong đường trong rẫy là tự chúc mừng nhau luôn. Trời ơi. Ở trên xe có gì đây? Trời trời. Anh Nhật ơi. Có quà, có quà. Có quà. Đây 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 đây. Đây là phần quà lúc mặt trời lặn nha anh em. Ruby hả? Đâu đâu em móc ra từ bịch anh xem là em giới thiệu coi anh có rành đâu. Dạ này là full gold nè anh. Đó, à này là full gold đúng không? Vàng chế luôn anh em. Full gold nè anh em. Này là hai cặp hả? Dạ em vớt đại đó chắc hai cặp đúng, hai cặp. Rồi, full gold nè, còn này. Này là đất nai. À nó giống như lưu tặc răng mà không phải phải không? Dạ cái đuôi nó sáng lên. Sao vớt hai con bé tí thì te. Còn hai con nhỏ là vớt luôn anh. À, này là đất nai kỵ sĩ bóng đêm. Đúng rồi. Rồi, còn cái bịch bên kia là cái gì? Cái này là Albino anh. Nó là cái con À anh có con cá mái này nè mà không có cá đóng. Rồi giờ có rồi đó anh. Thôi bây giờ là vô thả luôn đi. Dạ dạ dạ. Vô okay. thả với anh rồi mình bắt đầu cái mình làm cái chương trình Happy birthday, lộn không vậy? À gì? Happy New Year, Happy New Year, lộn bài đó hát làm sao quên rồi, tự nhiên cái Happy birthday chú vui à. Ok và bây giờ là theo chân của Thái đi vô cho Phước thả những con cá bảy màu vô luôn anh em. Thôi để ngoài này đi, để cái này ngoài này đi. Xíu mình nhậu ngoài này. Cái này chương trình này tức sao anh? Chương trình này chương trình này chút kéo đèn ra rồi kéo nhạc sống về. Đó, rồi mình chơi sao? Ok, ok. Mà hôm nay thì có Phước qua bất ngờ vui thì cũng vui thiệt. Nhưng mà tới đây thì Thái cũng chia sẻ một cái niềm nỗi buồn nhỏ nhỏ của Thái anh em. Đây, nằm trên nóc chuồng anh em. Đây là Phước. Dạ, chuyện gì anh? Tự nhiên cái hồi chiều cái nó giật cái này, nó nằm luôn rồi. Ôi, có mềm bẹp mà em hương lắm luôn á Thái. Ôm nhồm. Cái này mấy hôm em còn nhắn tin cho anh, em nói ôi nó ăn ốc quá trời luôn á anh. Giờ tự nhiên chưa chết queo luôn. Chắc nó xì quá, ăn ốc không đủ hay sao. Kỳ đó ăn ốc dữ lắm luôn á anh. Thôi con mì biệt mì mới nè, ok nè, chắc nó già quá, anh nghĩ là nó già quá này. Chắc già quá nơi, tại vì nó già quá, nó xịt mắt rồi. Trời, em thấy là cái vỏ ốc nó xả quá trời luôn á. Thôi chạy đi, bây giờ nỗi buồn thôi này để mai chị mai chút tối anh chôn nó. Đây nè, có mấy cái hồ này là anh set up cái thùng mót này là anh chuẩn bị anh tính ép cá beta. Rồi thôi bây giờ lấy cái thùng nhỏ này mình thả cá bảy màu đi. Dạ. Giờ mình thả con guppy đỏ đi ha. Ok anh. Nè bên đây anh có con guppy đỏ này để anh vớt qua cho mọi người xem luôn. Bên đó, này nè. Nè bên đây mình thấy có một con nè anh em. Để thấy vớt lên cho anh em xem nha. Nè. Đó, con cá ở nhà Thái nè. Phải không? Rồi AC luôn, nó luôn. Nó hả? Đây, nó đây anh ơi. Rồi, giờ thả vô là ngon lành luôn không? Đúng bài luôn anh ơi, đúng bài luôn rồi. Trời ơi quá đã, quá đã. Một con trống và hai con mái là ok rồi. Đó. Ủa cái này là tặng hả? Dạ tặng anh. Nãy giờ không biết luôn, nãy giờ thấy hỏi hỏi đâu có biết đâu. Tự nhiên kêu vô thả luôn. Tưởng đâu em đi mua. Dạ, nói chung là anh em xem video của anh Thái cũng nhiều rồi, là nói chung là em với anh Thái là rất là thân. Cá là coi như là thoải mái vô tư với Thái. Rồi ok. Đây. Trời ơi hai con mái luôn. Có một con trống à, đừng có để con trống nó có mệnh hệ gì nha. Rồi. Đây anh em. Đó. Và được một con trống của Phước Phù Hồ Vlog này, một con mái của Phước này, còn con mái nhà của Thái này, con mái này là của anh Nhật hàng xóm anh em. Đó. Rồi, bây giờ mình thả đâu ta? Anh này thao. Thôi chắc thả vô đây luôn quá, phí tan quá, thôi kệ đi ha. Thôi cho vô đây luôn đi. Nó lai tùm lum hết.
cái chuyện lai tính sao, trước mắt cho nó ở chung đi. Thôi cho nó vô này đi. Rồi, ok. Cho nó vô này đi. Em bỏ lên đây trước nhé. Ừ. Hai full con này anh em. Full con phải không? Dạ. Rồi cho full con ra nè mọi người. Được ba con mái. À, Phước xin kính chúc tất cả anh em xem kênh của anh Thái Vlog nha. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha. Chúc anh em năm mới bình an và hạnh phúc. Năm con trâu làm như trâu, năm con cọp phải dũng mãnh như con cọp. Đúng không? Phải chạy nhanh lên anh em. Chạy là nước rút vô là tiền đầy túi sớm nha. Rồi ok, hy sinh đắc đai kỵ sĩ bóng đêm vào trong cái thùng bên kia luôn. Hy sinh luôn. Có gì cá bé ta sẽ đúp lại, ép sao ép trong cái thau cũng được. Ok, hy sinh cho cá bé màu luôn. Này là bèo rễ đỏ đúng không? Đúng rồi, cái này là bèo tây rễ đỏ. Còn cái bèo tây rễ xanh này nó bị gầy, khó, nó xấu lắm. Nó bị mấy con bọ đó. Đúng rồi, còn cái này không bị. Anh ơi, hình như có gì sai sai rồi. Sao sai? Em vớt ba con trống rồi. Ủa vớt ba con trống luôn hả? Trời đất quỷ thần ơi. Rồi vớt ba con trống với là hai con cá con nè anh em. Ôi nãy em thấy là hai con trống một mái mà ta. Trời ơi. Rất là lợi hại anh em. Hết thấy thường rồi mọi người ơi, xin lỗi mọi người nha. Ôi con này cái phim nó đẹp ghê anh, cái phim lưng nó đẹp ghê. À, này là kỵ sĩ bóng đêm nè mọi người. Đó, ba con trống luôn anh em rồi, hy vọng là hai con cá con chút xíu xíu này nè. Nó sẽ có một con mái để bảo tồn nồi giống nha anh em. Anh đó. Ơi, anh đi, để vài hôm nữa em vớt con mái sang cho anh buồn nha. Ok, ok. Em không thấy được, em vớt nhầm rồi. Đây, một buổi chiều nha anh em, một buổi chiều trong một ngày Tết Tây thật là... Nói chung là bước ngoặt của qua năm mới 2022 thì được phước đến coi như là cái này giống như là sông đất anh em hả? Sông đất cho Tết Tây á. Rồi gửi những cái món quà nó vô cùng ý nghĩa và nói chung là vô cùng đáng yêu luôn. Thì Thái một lần nữa thì Thái cảm ơn Phước, một cái người em rất một tấm lòng rất là ok, đã hỗ trợ cho Thái rất là nhiều trong công việc cũng như là trong những cái việc mà nuôi cá này, rồi chọn giống cá này, như Beta này, bảy màu này. Đó, Thái một lần nữa cảm ơn Phước về cái món quà này. Thì cũng nhân dịp năm mới rồi, Phước có chúc khán giả kênh anh các bạn lời chúc gì không? Dạ, Phước Quốc Hồ Vlog, đầu tiên thì xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn. Bởi vì thật sự ra mà nói là không chỉ những anh em đâu mà Phước đây cũng rất là mê cái kênh của anh Thái Xe Lê Vlog. Và thật sự là mê là từ cái hồi mà Mỹ Thái luôn rồi nha anh em. Và tất cả những anh em đang xem chương trình này là cũng rất là nhiều từ Mỹ Thái sang Thái Xe Lê Vlog. Và bởi vì sao? Bởi vì cái sự mộc mạc và cái sự chân thành của anh Thái đã làm cho anh em đã tìm đến Thái Xe Lê Vlog ngày hôm nay. Và một điều rất là vui là bởi vì anh em, hai anh em là nói chung là rất là thương và đến với nhau bằng nói chung là cái niềm đam mê đúng không? Đam mê. Đúng rồi. Đó, và đến ngày hôm nay đây anh em thấy đó, anh Thái đã có rất là nhiều bet. Và những con bet này thật sự mà nói là những cái tiền mà tiết kiệm của anh Thái đó anh em. Không ai hiểu anh Thái, không ai hiểu anh Thái bằng Phước đâu. Bằng tiền tiết kiệm của anh Thái nhiều khi anh em không biết đâu anh em. Anh Thái mỗi sáng là ăn một gói mì gói để chi, có tiền mua bếp đó anh em, tội anh Thái lắm. Và tất cả là cũng chỉ vì đam mê đó. Phước chúc cho tất cả anh em sang năm mới thật nhiều sức khỏe và hơn hết là hãy theo dõi liên tục kênh của anh Thái nha. Anh Thái sẽ còn rất là nhiều điều thú vị đã sắp tới, và những cái dự án sắp tới cho năm 2022 anh Thái sẽ từ từ up video cho anh em xem nha. Thật sự mà nói là xem kênh của anh Thái là luôn luôn mới, hoàn toàn mới, tất cả những gì đều hoàn toàn mới hết luôn, rất thú vị nha anh em. Coi cái nhân vật số 10 đằng sau kìa anh em. gấp vui nè. Đó, đây là cái đồ mà hai anh em mình, mấy anh em mình, ba anh em mình chuẩn bị chơi thùng bia đó nè anh em. Đó, cá cơm nè, rau sống của bánh tráng nha. Này là cục thịt gì anh? Thịt luộc hả? Thịt luộc giờ đã đông ra luộc lại rồi, bắt đầu cái sẵn rồi. Sao mà, bánh tráng anh qua bên em làm à? Không làm bên anh à?
bên đây vui hơn anh Thái. À nhưng mà ở trên nó có đèn chứ, mình ra mình cao kê cái mình chúc mừng nhạc xuân độ sớm nó nghe được, trong đây sâu quá sớm nó không nghe. Rồi ok anh. À, mình chơi. Này đây ra, anh ơi, rau nè. Rau, nãy anh mới đi mua rau đó. À, ủa, rau anh ok nha mọi người, bây giờ là tiếp tục chương trình truyền hình, đó chính là ăn uống. Thì Thái Salem không có tiền quay lên này, thì một lần nữa thì Thái cũng kính chúc tất cả các bạn qua năm mới dồi dào sức khỏe này, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và lúc nào cũng xung quầy bên gia đình và người thân của mình. Còn bây giờ thì Thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.